Vô đây. Thì Lộc ơi, em cũng mua 30 thùng mì tôm với số tiền là 73.000 một thùng. Thì là vị trí tổng cộng số tiền là 2 triệu 2. 2 triệu 2 mà mình rút có 1 triệu 2 ta. 2 triệu 2. Bây giờ là trả tiền mì cho chủ cửa hàng trước. Rồi bắt đầu là bây giờ em sẽ đi phát 30 thùng đó cho những cái hộ khó khăn nhất ở trong cái thôn mà lực tàng đang phát sách vở rồi này nọ hồi sáng đến giờ đó chị. Đây, em là bên hội chữ thập đỏ mà cũng đại diện cho ban công tác mặt trận, thay mặt nhân dân tổ bóng 42 đoàn Sơn Hòa Khánh Nam quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng, cảm ơn tấm lòng của chị đã giúp bà con ở khu vực này trong lúc khó khăn. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn tất cả các em ở đây đã đồng hành cùng ban điều hành ở đây để đi từng ngõ ngách để mà cho bà con giúp đỡ trong cái lúc khó khăn. Xin cảm ơn, chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của mạnh thường quân. Xin chân thành ạ. Đây là nhận tiền mì cua, mì cua mua để hỗ trợ ở đây. Đó thì bây giờ là chị cùng tất cả mọi người sẽ theo chân anh em của lực tàng. Đang còn một sáng giờ phát là 303 phần quà, gồm có sách, vở, bút cho các em, cũng như là một phong bì 200.000. Là tổng cộng từ sáng giờ là trao cũng gần cả 100 triệu. Nhưng đang còn một số đây nữa là có khả năng là phải gửi lại để cho bên phía bác tổ trưởng trao cho những nhà mà đi vắng, không có ở nhà. Rồi này nọ cho nó đủ. Thì bây giờ là tiếp tục đi trao 30 thùng mì tôm của lực tàng do chị ruột của lực tàng, đó là chị Lộc Hà Nội nha. Cảm ơn chị rất nhiều đã đồng hành cùng bà con miền Trung, đặc biệt là bà con ở quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Thì mời tất cả mọi người theo chân nha. Còn những cái thùng cuối cùng là chất hết lên đây đi trao luôn nha mọi người. Bây giờ mệt rồi, không live stream cái này nữa, mà chỉ live stream quay trao mì tôm 30 thùng của lực tàng nữa thôi nha mọi người. Mọi người theo dõi để lực tàng tiếp tục đi phát quà cho bà con nha. Dạ đây nha chị Lộc ơi, 30 thùng mì của chị đây, em mua đây rồi ha. Bây giờ là em sẽ phát cho bà con ở khu vực này hết luôn. Sáng giờ đi phát cái quà kia nên là giờ mới gần tối rồi. Còn 30 thùng đây để em trao luôn cho bà con ở đây. Trời mưa lâm thâm lắm mọi người. Đây thì có một hộ của ông bà già đang cũng rất là khó khăn. Hộ nghèo, nằm trong hộ nghèo. Dạ, hộ nghèo. Dò, còn có hai tầm dò. Dạ, đây là phần quà của chị Lộc ở ngoài Hà Nội gửi ông bà cố gắng vượt qua khó khăn nha ông bà. Dạ, có ích lòng nhiều ạ. Dạ. Rồi, bye bye bye. Con còn nhỏ nhiều, mà ngập nước. Con nhỏ nhà ngập nước ha. Rồi thì anh nhận thùng mì của chị Lộc ngoài Hà Nội nha. Nhỏ này là cận nghèo. Dạ rồi. Anh này là cận nghèo. Dạ rồi. Thì hỗ trợ cho bà con ở khu vực này có mấy chục thùng đây. Chưa kịp đi mà người cũng đến xin luôn thì thôi, trao luôn cho họ một thùng. Dạ rồi. Dạ rồi. Rồi chàng ta cảm ơn rất anh đồng hoàng. Dạ 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 rồi, cảm ơn. Dạ dạ. Rồi bắt cho chị một thùng luôn nha. Rồi quá trời luôn. Ngô Văn Hải mà coi như bình thường. Thôi không cần phải ghi danh sách đâu. Thì đây ông đây, ông lại cho tao cho một thùng mì nè. Dạ. Đây là ông cứu mẹ này. Ông cứu mẹ. Ông còn mẹ luôn hả? Ông mẹ tức là bà. Mẹ rồi. Bà. Đó. Từ thì số lượng nó không có nhiều, có 30 thùng thôi. Thì trao cho những người già. Trao cho những người già với hoàn cảnh khó khăn nha. Dạ. Ưu tiên người già. Ưu tiên cho người già. Anh không phải là cái cổ máy hả? Có hàng vô nhỉ? Thì thôi, họ khó họ mới đến họ lấy chứ đâu phải là con thùng mì đâu mà. Nó đâu có nhiều đâu, nhưng mà bây giờ nó khó khăn trong cái hoàn cảnh như thế này thì thôi tùy tao cho họ. Rồi được. Cô chú cần thì cứ vô nhận nghe. Cứ cần thì nhận nghe. Rồi. Rồi, phần quà của chị Lộc ngoài Hà Nội nha mọi người. Về cuối lòng nhiều dạ. Rồi. Rồi, cuối lòng nhiều dạ.
Bây... con hả? Hai cha con một thùng thôi, thùng thôi. À rồi, ok anh này nữa. Cho mẹ đi đồ mấy cho mẹ đi đồ mấy đầu. Mấy đầu đây? À, làm một nhà hát à? Rồi, cho con một thùng. Con ôm nổi không? Nổi. À, rồi. Quay lại con cũng ôm đi. Rồi, ok. Rồi, rồi, rồi. Con nhờ mấy lấy đồng đi. Đông người này. Dạ. Nhận đi. Nhận đi con, rồi một thùng nha. Dạ con cảm ơn. Đây. Hồi nãy rồi ký đúng không? Ký chữ lên kia thùng. Vậy đi. Là chưa kịp đi mà người đã đến lấy hết rồi nha chị Lộc, chị thấy không ạ? Nói chung là mấy ngày hôm nay không có đồ ăn thức uống cái gì cả. À, không có nước để nấu, không có bếp để nấu, trôi hết. Bây giờ là chị hỗ trợ mì như thế này là cả xóm nhộn nhịp luôn. Cả xóm nhộn nhịp luôn nha chị. Về về nấu ăn đi học rồi. Rồi, rồi. Nhận rồi ha, à, mẹ nhận rồi, à, đúng rồi. Rồi để cho người khác. Rồi giờ. Nhận bình vô chứ, bấm rõ thế còn. Rồi. Dạ, phần quà của chị Lộc đó. Dạ. Dạ. Rồi còn ai nữa, rồi chị nữa. Này con đông quốc rồi còn mấy người nó đang đi ra đây rồi nhận luôn. Dạ đây phần quà của chị Lộc ngoài Hà Nội nha. Dạ ngó bên đây này. Dạ rồi rồi quý lòng nhiều nha mọi người, quý lòng nhiều. Dạ thì có phần quà nhỏ nhỏ để hỗ trợ cho bà con. Dạ dạ rồi ba nhận không nhá. Ok xin cảm ơn. Dạ rồi chú nữa. Rồi chú, rồi còn có mấy thùng nữa thôi, gần hết rồi, hai nhân tay thì được. Phần này rồi, rồi thôi hết rồi. Còn 5 thùng nữa. Rồi. 5 thùng để cho bá thùng. Rồi. Đó trao quà như cái kiểu này thì nó khá là nhanh. Nó khá là nhanh nha chị. À rồi anh em một thùng ha. Anh có chưa? Dạ rồi anh lấy thùng đi anh. Đây phần quà của chị Lộc ở Hà Nội ha. Dạ. Rồi đây hai người nó rồi còn hai người cuối cùng rồi thiếu luôn quá trời luôn. Rồi ai lấy rồi thì nhường còn có hai thùng thôi. Dạ. Hết thùng rồi. Quá trời người. Rồi quá trời người đến mà bạn thiếu. Rồi hết. 30 thùng. Cảm ơn cô chị tất cả. À chị Lộc này Hà Nội. Chị Lộc, em cũng mời chị Lộc nghe. Nói chung là đại khái là chúng tôi cũng cảm ơn chị Lộc có lòng tấm lòng mà để mà chia sẻ cho bà con chúng tôi có một gói mì để mà qua bữa thì không có gì hơn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn chị Lộc rất nhiều. Dạ. Có gì sai sót chúng tôi sai sót thì chị Lộc đồng đồng. Dạ rồi cháu cảm ơn chú. Dạ. Chúc chị Lộc thật nhiều sức khỏe nghe. Dạ. Trước mặt chị Lộc là BB nhưng mà chị Lộc cũng hỗ trợ ở đây 300 suất quà rồi anh em tao. Bây giờ ai đến sau thì thiếu thì cũng không đủ để cho tất cả đâu mọi người ạ. Nhưng mà của ít lòng nhiều thì ai nhận được về cũng san sẻ ra. Thì vượt qua cái cơn khó khăn. Đó thì cả một cái khu vực này chị Lộc là bị ngập 2-3 mét hết. Nên đây là lũ tủm tùm tùm và đồ đạc trôi hết cho nên là rất là khó khăn. Ngày hôm qua hôm kia vô đây là không có nước để sinh hoạt, không có nồi cơm, không có bếp ga để nấu. Thì chỉ ăn những cái đồ hỗ trợ từ bên phía các nhà hảo tâm vào để gọi như là qua bữa thôi. Nhưng ngày hôm nay thì bà con nhận được những cái thùng mì của chị với những cái niềm vui phấn khởi, người ta cũng cảm thấy rất là vui. Cảm ơn chị rất là nhiều khi đã đồng hành cùng với em trong suốt cái quá trình mà từ trước đó đến nay làm những công việc thiện nguyện cứu giúp cho bà con. Thì người ta rất là cảm ơn. Thì cũng mong bên trên đó là đang đi nhận cơm. Cơm là chưa nấu được này, đang đi nhận cơm từng từng người mỗi hộp về để ăn đây cho mọi người nè. Đó. Tại vì cái cơn bão này khổ quá đi. Dạ. Đó, thì bây giờ là bà con cũng đã nhận được những cái phần quà từ các mạnh thường quân.
đến từ các mọi miền. Như vậy là cũng cảm thấy rất là phấn khởi. Đi nhận được 2 hộp cơm mà không nhận được 1 thùng mì ha. Rồi thôi đi cho bà mấy đồng để bà mua. Rồi 1 thùng mì nha bà. Dạ. Đó thì mọi người thấy không, đi lấy cơm về cả xóm ăn cơm hộp. Khi mà dạ chanh mền gói thì chắc có khả năng là chưa có kinh phí để mà cho nên là tức là số lượng có hạt đó bà. Dạ cũng rất muốn là có đủ để cho bà con trong này, tại vì chanh mùng mền là quan trọng. Đói thì không đói đâu. Dạ mà để có cái lạnh ướt hết đồ. Dạ lạnh ướt hết đồ không phơi khô được. Thứ nhất, thứ hai nữa là chanh gói mùng mền là nó trôi bùn đất phải bỏ hết rồi đúng không ạ? Dạ rồi, bà cố gắng vượt qua nha. Thì cũng hy vọng là sẽ có các đoàn khác đến để hỗ trợ cho đó, bà con. Nó cho mình gốm ra trong kỳ họp cây họp cao trên danh sách này. Dạ rồi. Đây, cơm về đây. Dạ, đây fan cứng của Lực Tàm. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Dạ. Đó, thì bây giờ là bà con ăn cơm về. Quay một cái khung cảnh này nữa là chắc có khả năng Lực Tàm sẽ đi ra phải ngoài xa hơn, tức là đi ra bên phía Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, rồi Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An. Ở chỗ nào mà đến được thì Lực Tàm sẽ đến nha mọi người. Bây giờ là đi ra để về thôi, cũng tối rồi, muộn lắm rồi. Đây bà con đến đây nhận cơm rồi mọi người, rất là vui. Và cái tình cảm, dạ cái tình cảm mà các quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã hỗ trợ về khu vực quận Liên Chiểu ở thành phố Đà Nẵng như thế này là cảm thấy rất là ấm áp mọi người ạ, rất là vui ấm áp đó. Bà con mặc dù khó khăn vất vả khi trận lũ được tan hoang, nhưng mà được sự hỗ trợ của tất cả mọi người thì ai nấy cũng đã có những cái nụ cười ở trên môi và cảm thấy hạnh phúc khi tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách được phát huy. Thì Lực Tàm cũng cảm ơn cô dì chú bác đã đồng hành. Và đến bây giờ thì Lực Tàm cũng xin phép được xuống clip. Có những clip mới thì cô dì chú bác nhớ theo dõi và ủng hộ để Lực Tàm có động lực nha. Rồi bây giờ cũng đang mưa lên phân đây mọi người, ảnh hưởng của cơn bão số 6 đang ập vô. Rồi có thông tin gì Lực Tàm sẽ tiếp tục cập nhật ạ. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.